Trường hợp thứ nhất, biệt thự lộng lẫy được cho là của gia đình ông Nguyễn Quốc Hùng, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những căn biệt thự to đẹp nhất tại khu vực trung tâm hành chính mới thành lập của quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự này tọa lạc tại số 30 đường Bát Nàn, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, sát cạnh ngay khu đô thị mới Đảo Kim Cương, một trong những khu đất vàng hấp dẫn nhất trong thế giới bất động sản thành phố sẽ không có gì là đáng chú ý nếu như biệt phủ to đẹp này không phải là tài sản bị nghi ngờ của một quan chức nhà nước. Chủ sở hữu của căn biệt thự lộng lẫy là một quan chức quản lý nhà thuộc nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Có thể thấy, căn biệt thự này được người chủ xây dựng rất chăm chút, toàn bộ nguyên vật liệu xây dựng nên căn biệt thự này đều toàn là những vật liệu có giá trị và rất đắt trên thị trường. Đặc biệt, ngay sát cạnh căn biệt thự này là một khu vườn rau sạch được ông chủ căn biệt thự đã chu đáo làm riêng để phục vụ cho gia đình. Theo nhận định của nhiều chuyên gia bất động sản, hiện trị giá của căn biệt thự to lớn và miếng đất đang được dùng để trồng rau ngay bên cạnh này phải lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đều đặn mỗi sáng đầu ngày, ông chủ căn biệt thự đến cơ quan làm việc trên chiếc xe sang trọng và có tài xế riêng đưa đón. Ngay cả những người thạo tin cũng không biết nhiều về hoạt động trong công tác của ông. Tra cứu thông tin trên các trang tin của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cũng như thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, thông tin về nhân vật này cũng rất hạn chế có chăng chỉ là những quyết định hoặc thông tin bổ nhiệm điều động công. Ngày 11 tháng 3 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định số 42 trên QĐ UBNDTC về tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hùng giữ chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu. Trường hợp thứ hai là về một biệt phủ xa hoa trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Trí, huyện Bình Chánh, có quy mô lên tới gần 8.000 mét vuông, được thiết kế theo kiểu kiến trúc cung đình Huế dùng để phục vụ cho vua chúa. Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật từ bí thư huyện ủy huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Phụng qua báo cáo sơ bộ từ thanh tra huyện và phòng quản lý đô thị ủy ban nhân dân huyện, thì khu biệt phủ này xây dựng đúng với giấy phép. Khu đất này lúc trước ông Nguyễn Phước Thanh làm chủ sở hữu, sau đó được chuyển sang con ông Thanh tên Nguyễn Phước Thiên Anh sinh năm 1995, hiện đang là du học sinh tại Mỹ. Ông Nguyễn Phước Thanh chính là chủ nhân bữa tiệc chia tay hoành tráng với khoảng hơn 200 quan khách lớn nhỏ được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức tại tầng 7, khách sạn 5 sao Melia, Hà Nội, gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Nhìn từ đường Nguyễn Hữu Trí, khu đất này không mấy ấn tượng, phía mặt tiền chỉ là cây xanh và những tấm tôn cũ kỹ. Tuy vậy, sẽ phải choáng ngợp nếu bước vào bên trong biệt phủ này. Biệt phủ ngoài cổng chính còn có 4 phân khu khác, tay phải từ cổng chính vào là một khu tiếp đó là khu chính được thiết kế đậm chất vua chúa phía sau của khu chính là một phân khu khác theo quan sát bên trong biệt phủ này còn có rất nhiều loại cây cảnh quý hiếm có giá trị hàng trăm triệu đồng nguồn tin riêng của chúng tôi nhiều quan chức của ngân hàng nhà nước việt nam đã nhiều lần tới đây dự tiệc triều đãi đã là quan chức có văn hóa có nhận thức thì sẽ không chọn lối sống sang hoa phô trương hoành tráng đặc biệt là lối sống đối lập với đa số đồng bào còn nghèo khổ và trong chế độ chính sách lương bổng hiện nay của việt nam chúng ta thì việc quan chức xây nhà cao cửa rộng sắm xe sang là rất khó giải trình với dư luận xã hội có thể thấy việc kê khai tài sản là một trong những giải pháp phòng ngừa tham nhũng tuy nhiên công tác này nhiều năm qua chưa được thực hiện hiệu quả tình trạng kê khai không trung thực kê khai xong không ai giám sát hoặc không giám sát được là rất phổ biến khiến cho việc kê khai dù là bắt buộc nhưng mang tính hình thức xã hội chúng ta khuyến khích làm giàu giàu ở cả nhân dân và cán bộ quan chức nhưng phải là giàu chính đáng và hợp pháp truyền hình pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này trong chương trình tiếp theo